Chào anh em nhé. Thì lại quay lại với series Tân Thủ. Hôm qua mình cũng hơi bận linh tinh tí, đa phần mình cứ chơi ọp thôi. Hôm nay quay cho anh em, nhiều anh em new có thể là mới chơi, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Thôi, đi vào video luôn nhé. Mình sẽ chơi như bình thường mình chơi, cũng sẽ nhận quà hàng ngày, làm nhiệm vụ hàng ngày, đi map một số cái lung tung thế thôi, cũng không có gì phức tạp lắm. Anh em chịu khó tí nhé, hàng xóm này, nhiều khi họ cũng nói hơi ồn. Đấy nhầm, bình tĩnh. Cái này xong hết rồi này. Đổi cái này đi. Kiếm thêm cái kim cương, đi roll tiếp. Hưu lại Usuke, mấy con này ám kinh thật đấy. Run đen kinh. Cơ bản cái lúc đầu thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm, mấy cái boss game map thì nó cũng dễ, anh em mà có tắc thì đa phần là do mình, một là chạy quá nhanh, hai là chưa đủ khỏe. Nói chung anh em cứ chơi dần dần thì mình up đồ lên, LV các thứ lên thì nó cũng, để càng lâu thì nó càng giảm độ khó mà. Cứ như thế là kiểu gì cũng qua thôi. Mình nhớ từ cái boss game thứ năm này nó bắt đầu là khó, có chút khó. 6 thì dĩ nhiên là khó hơn, 7 thì mình thấy lại dễ hơn. Không phải ta hút máu hoặc kích đi, cái này thì chả cần hút máu lắm, quá yếu. Rimuru mình thấy là cái tầm thấp này nó gánh khá là tốt,
Đam to, đam đơn mục tiêu cũng to. Đánh nội tại xong rồi nó lại một là tăng tốc đánh, hai là thêm mana thì ulti lại nhanh. Ulti con này thì cái đam đầu thì nó giật mục tiêu đấy và mục tiêu xung quanh thì mình thấy là nó bình thường, không không cao lắm, nhưng mà mấy cái set sau, mấy cái đoạn sau nó có mấy cái tia set, anh em để ý kỹ, cái tia set đấy giật thốn lắm. Con Ryumu thì mình vẫn đánh giá là lên tầm cao nó không không nhiều hiệu quả lắm, trừ khi bạn nâng cao, chứ còn nhưng mà so với những cái con mà nó phổ biến ấy thì không không hơn được lắm. Con này nói chung là đi nếu mà phối team thì chắc vẫn là Milim thêm Tào Tháo, sau có con Rosell vậy, con độc ấy mà mình hay gọi con đấy con Scorp, thì nó kiểu nó thiết kế cũng giống con Scorpion. Con đấy thì mình cũng chưa tìm hiểu lắm, nhưng mà thấy trên YouTube thì nó là gây sát thương cho một mục tiêu độc thời gian. Nói chung mấy cái team độc ấy thì thường thường là họ hay sử dụng để đi mấy cái con quái boss nào mình đánh lâu ấy. Đánh càng lâu thì đam nó càng to, chứ nó không không phải là cái dạng tướng sốc đam, dạng đam DPS chứ không phải là đam sốc. Con đấy ra không không chắc mình đã lấy, tại vì mình cũng cũng một phần là không có tài nguyên để roll này. Roll thì chắc mình sẽ để dành cho một số con khác, một số con mình cảm thấy cần thiết hơn. Bảo anh em new thì mình không nói, chứ còn anh em mà đã chơi lâu ấy, thì thường thường là anh em sẽ tìm những con nào nó dạng như kiểu nó bù vào chỗ trống của mình ấy. Chứ còn không không kiểu là bạn nào cũng roll roll kiểu đấy thì nó không được cao. Nói chung nhiều người cũng có style zone Aron 160, nhưng mà mình thấy là zone kiểu đấy nó không an toàn lắm. Nó lên được cao thì vui, nhưng nó không lên được cao thì không có tài nguyên. Và tài nguyên nó ở trong cái tình trạng là nó cứ lấp lửng. Mà nhất là cái đợt trước ấy, cái tầm mốc 250 mới mốc 300 là nó không có thêm quà. Mốc 250 thì mình cũng không 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 để ý lắm, nhưng mà mốc 300 ấy, thêm một copy là cả vấn đề. Thêm copy bạn lên dễ hơn. Đấy. Chả biết là sau này khi banner mới ra thì nó có để nguyên tình trạng không? Nghĩa là cứ tầm mốc 250 mới mốc 300 là sẽ thêm quà. Nếu mà để như thế thì tốt, anh em sau roll đỡ khổ. Mình thấy các bản khác nó toàn làm thế. Có mỗi bản global nó cứ cắt xén nhiều. Từ background, nhiều có background rất là xịn. Như con như mấy anh em hay chơi bản nước ngoài, trong bốc chat mình cũng có bảo là cái con Vivian ấy nó có một cái background khác ngoài cái background mà nó bán trong shop clip ấy. Thế bảo là nó tăng đam nộ này, xong rồi sát thương gây ra hồi máu cho một đồng minh thấp máu nhất,
Nói chung nó không khác là như cái không khác là như cái bay Immortal, cái hiệu Immortal ấy. Ví dụ mà mình có kể đầu tiên trong cái phần Apocalypse ấy. Trong cái phần tổng kết tổng quan lộ tổng các tổng quan tất cả huy hiệu đấy, nói chung nó không khác như cái đấy, nhưng nó là background mà nó không, nó nói chung là lên thì mình nghĩ cũng chả cần lên, nhưng mà con đấy mà cầm cái background đấy thì chắc chắn mình sẽ run. Anh em chịu khó tí nhé, nói chung là nhà mình thứ nhất thoáng, nó ở đoạn giữa ngõ, người đi kẻ lại kia nhiều lắm, không tránh được. Nói chung anh em mà có câu hỏi anh em cứ đặt ở, một là anh em đặt ở dưới phần bình luận, hoặc anh em có thể vào trong bóc chat đặt câu hỏi, trong mấy nhiều anh em mà không, người này người kia người ta giải thích cho. Nói chung là trong đấy thì mình thêm nhiều quản trị viên đó, tại vì mình không duyệt được cái điện thoại mình sử dụng. Mình có nói là mình sử dụng điện thoại chính, và điện thoại Android thì nó bị lỗi duyệt, nó cứ quay quay vòng 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 quay chán thôi, nên nhiều khi là nhờ mấy anh em ấy duyệt hộ, làm quản trị viên bóc đấy chỉ bị bóc lột thôi chứ còn chả được cái lợi ích gì cả. Nói chung mấy cái bát game này thì mấy cái ba cái đầu, bốn bốn cái đầu rồi, dạng kiểu kiểu gì cũng qua, còn cái thứ năm thì hơi khoai, cái thứ năm anh em phải khỏe khỏe tí thì mới qua được, còn anh em mà yếu thì mình nghĩ là anh em cứ cứ farm cái bên dưới đi, nhưng mà mình khỏe thì mình lên lên ăn sau cũng được, không phải gấp lắm. Quan trọng mình lấy được quà này kia đủ thì nó vẫn hơn. Nói chung là game này không không cần vội lắm, chơi cứ bình tĩnh chơi. Dạng game này game tích tài nguyên, không không nhất thiết là có phải vội. Nói chung anh em mà có điều kiện anh em nạp thì anh sẽ em sẽ khỏe sớm, còn anh em mà không có điều kiện thì anh em phải chơi kiểu nó chỉnh chu tí chuẩn, không roll bậy phút linh tinh này kia đấy. Còn nếu mà anh em mà chơi mà phá thì mình nghĩ kể cả nạp nạp cũng không bù lại được. Nhiều anh em new với mấy anh em cũ lắm khi cứ trêu rồi tất cả mọi sai lầm đều phải trả giá bằng miễn kim, à, mỹ kim, tiền tươi thóc thật, không tiền tươi thóc thật thì bỏ thời gian ra lại farm lại khá là mệt. Chung thấy nhiều anh em cũng không không nói nhào nhỉ, nhưng cũng không hay tìm tòi tìm hiểu lắm, kể cả không xem video của mình thì mình cũng chả nhất thiết là bạn phải xem đâu, nhưng nếu mà bạn tìm hiểu ấy, thì dĩ nhiên bạn có thể ấn vào các phần chú ý chú thích, nó cũng có, nó cũng giải thích khá là tường tận.
một số cái nó không giải thích này kia thì nhiều khi mình phải tự tìm hiểu. Đa phần giải thích hết mà. Tao thấy anh em mà lười chính. Anh em lười, anh em không chịu tìm hiểu. Anh em tìm hiểu thì anh em bữa đỡ mất tiền oan, đỡ mất công sức oan. Chứ còn anh em tìm hiểu thì nhiều khi anh em chơi nó lại dễ. Kể cả không phải mình mà những kênh khác, những bạn khác, bạn cũng làm video hướng dẫn nhiều ấy, mình thấy ít. Điều mày mày trời ơi sao quánh kinh vậy. Cái máy hát này, cái máy hát này mày nghĩ tao sợ mày chắc. Tập này không không sợ nữa, sau lên cao sợ lắm. Đi mấy cái bác game dễ rồi mà còn mất thêm team thì thôi chết. Xa cách. Shop bác game. Mạnh. Mua tối đây à. Chiến cuối cùng. Thử mà. Mình không có phút, có phút mình cũng lắp con khác, không lắp cái con Lubu này. Con Lubu này thì nó tầm thấp thấp này, nó đánh cũng không đến nỗi yếu lắm, chưa khả quan. Thay thêm một con khác cùng hệ Red Red, kích thêm 10% ngon hơn. Một cái không có phút. Server này thấy anh em nạp gớm lắm. Nạp như điên. Chạy map như điên. Không thể nào theo. Nói chung mình cũng không dự định là nạp. Chỉ chơi vui vui thôi. Chắc là kiểu gì cũng bị mấy anh em kiểu gì cũng bị mấy anh em cày chính bên server này. Bên server này mình thấy thì mình roll khá là đen. Không không hên lắm. Lệch tiếp là không nói, nhưng mà tỷ lệ ra là khá là thấp. Thường các server khác thì tỷ lệ nó đều ngon hơn. Hơi khó. Con này nó lúc cuối thì nó chém đã đau rồi. Thôi, tí up lên xong đánh lại phát nữa chắc có thể qua. Qua kiếm khí kim cương lại chuyên mục gacha cùng những người bạn. Taku xếp để cho bọn kia nó được búp LV, nó khỏe khỏe tí. Thế nhiều anh em không để ý,
cái otaku của anh em toàn cứ up cái loạn xạ. Cái game này anh em chỉ up 5 con thôi đấy, chứ không cần up nhiều, up nhiều nó không không nhiều tác dụng đâu. Up 5 con rồi để cho bọn nó kéo mấy bọn kia lên. Hằng ngày anh em chịu khó ấn đi like cho 5 đứa, ngày thêm được 30 cái điểm otaku tích tiểu thành đại, 30 ngày là được 900. Dần dà dần dà. Nói chung cái đấy nó không được nhiều, nhưng mà mình cứ tích, mình chơi càng lâu thì nó lại càng được nhiều. Con rít cua biến. Nói chung là chơi game này kể cả anh em có điều kiện nạp nhiều thì mình nghĩ anh em vẫn nên tài nguyên tài ngung này kia cho nó ổn định, không nên phung phí lắm. Chết, quên, đúng ra mình phải để con ninja bên kia, sau con ninja nó sống lâu hơn một tí. Còn sau này arc này mà mình có megan lên tầm 161, mình sẽ hướng dẫn anh em nào chưa biết cái tip đi cái Aza này một cách đơn giản và hiệu quả. Nói chung cái đấy thì YouTube này kia anh em cũng share nhiều, nhiều anh em có thể là vẫn chưa chưa biết. Anh em nào quan tâm thì sau này mình sẽ làm. Thấy à, Hồng ơi. Tình hình không qua hàng năm. Này có xếp xếp giấu con ninja thì cũng không chắc qua được. Hơi yếu. Rồi. Thì up thêm thì có thể là mình sẽ qua được. Qua mình thấy có mấy bạn, nói chung thấy cũng hơi buồn cười à, không biết là tiếng Anh của bạn ấy ở mức mấy. Mình thì mình không phải dạng giỏi, mình dạng gọi là tốt, nhưng mà mình cũng hiểu được cái nghĩa của cái bộ basic dam ấy. Đây
nó có qua anh em tí phụ kiện. Thì cái bộ đây, cái bộ kỹ năng này đấy theo nhìn biết đấy, mà anh em nếu mà anh em gọi không đến nỗi tiếng Anh kém quá thì anh em có thể Google. Cái mình nhiều khi mình vẫn phụ thuộc Google nhiều ấy, tại vì nhiều nhiều từ mình cũng không biết, mình dạng mất gốc. Thì cái này tiếng Anh của nó là Basic Attack. Basic Attack thì anh em hiểu đơn giản, nó là đa bánh thường, nhưng mà nó cũng sẽ có bốn nút thêm đam cho cả cái nội tại skin 3 của anh em nữa. Đấy, bộ tốc đánh thì khỏi nói nhé, bộ tuyệt kỹ kia là tăng 4% đam nộ, cấp cứu thì là thêm 12% hồi máu tạo khiên, hút hút HP thì chả có gì, nó hút máu dựa trên đam anh em gây ra thôi. Hộ tâm là tăng tỷ lệ chí mạng, hùng dũng thì tăng đam khi chí mạng, bộ công là nó tăng 2% đam gốc. Cái này mình cũng cũng không biết là nó cộng bên ngoài hay cộng bên trong, nhưng mà nói chung là nó tăng 2% đam gốc. Ví dụ như kiểu anh em gây ra 100 đam chẳng hạn, thì bốn nút thêm 20% là 120 đấy, mình cứ nói ví dụ ấy. Thủ thì cũng vậy, máu cũng vậy, viện trợ thì búp sắp, sắp thì hồi máu tạo khiên hỗ trợ đồng đội, bộ năng lượng thì khỏi nói, và đầu trận bạn thì cũng thêm năng lượng. Còn nhiều anh em có hỏi là cái phần trăm ác hay cái đánh trúng ấy, thì anh em để ý này, nó phải đợi mình chút nha. Ví dụ như con Kuros này đi, thì anh em để ý này, nó có cái dòng dòng LV3 của ulti ấy tăng 10%, mỗi lần công kích con 5% đánh bay cả địch 2 giây, tỷ lệ điều chỉnh dựa theo thực tính trúng hiệu quả. Ví dụ anh em có 70-80% đánh trúng chẳng hạn, thì anh em sẽ đánh trúng, nó nghĩa là đánh nó tỷ lệ nó bị ngã nhiều đấy. Cũng tương tự như thế là một số con nó cũng có, ví dụ như con Rin này chẳng hạn. Đây, anh em có đọc cái đoạn xác suất kích hoạt chịu ảnh hưởng chính xác đấy. Nói chung không có nhiều con đâu, cũng chỉ có mấy con thôi. Thường thường là mọi người hay sử dụng cái phần trăm ác cho con Kuros này để nó đánh nó hất tung này kia, thì nó sẽ khả năng nó có chút CC, nó sẽ trụ được lâu và nó giúp team trụ được lâu đấy. Cái quần què nói chung con Rico chỉ thấy mình thấy là quái khỏe, thế còn ví dụ như mình chẳng hạn nó áp cao thì nó cũng vẫn hơi đuối. Nếu mà so với những cái con tanh mà như của con Megan cùng hệ nó chẳng hạn thì kém rất là xa, khả năng hồi phục thấp, trụ cũng thấp. Nên tầm cao này mình không biết, lên ở tầm thấp này thì yếu á, chết quên. Hôm qua chỉnh cho con Rimuru vào quên mất không chỉnh lại. Thôi, tí vào chỉnh lại vậy. Chung với con Rimuru thì chán lắm. Không, nói chung lên cao sau này cầm đi map thì nó cũng có đấy, nhưng mà hiếm lắm. Chỉ mấy cái map là nó dạng kiểu đánh lâu thì được, chứ còn cái map đánh nhanh thì gần như là không hiệu quả lắm. Đam này cầm hợp lý hơn.
món gì ấy nhỉ? Chung khá hết. Cái playground bên này thì mình cũng chả mặn mà lắm. Xe mới thì mọi người đều yếu, đi cũng rất là khó. Hút này. Mình đang bảo nếu mà có, tại vì cũng một số anh em trong bóc chat cũng Hải Phòng, nó bảo là hôm nào rảnh thì anh em gặp mặt nhau hàn huyên tâm sự. Dĩ nhiên là đa phần là nói về chủ đề game, game chán thì nói về đời sống xã hội này kia đấy, gọi là nói chuyện vui vui thôi, gặp mặt nhau uống cốc nước nói chuyện vui vui. Anh em nào mà có hứng muốn tham gia thì cứ vào trong bóc chat ấy. Đấy. Nói chung chắc cũng không đông đâu, tại vì trong đấy mình thấy được có mấy người. Mình cũng chả muốn gọi đông, đông nhiều khi nó lại phức tạp. Vừa vừa đấy. Đông quá thì lắm khi loạn. Nói chung là cái tầm thấp này thì chạy map với lại làm nhiệm vụ thì nó cũng hơi mất thời gian. Còn ví dụ như kiểu như ác mình, cái ác cũ ấy, mà mình đang chơi chính giờ ấy, thì ác đấy chơi thì vào bạn chỉ tí là hết, tại vì map bạn tắt, tất cả những tháp thùng này kia bạn tắt hết. Bạn mình lên được một cái gọi là cái mức mới, may ra là bạn đi tiếp chứ còn không, gần như là không, dậm chân tại chỗ. Nên ví dụ có vào thì chắc là chỉ tầm 5-10 phút là hết sạch. Làm nhiệm vụ hàng ngày thì nó bây giờ nhiều cái không không cần cả VIP, mà bây giờ nhiều khi anh em lên cao đi xong nhàn cũng chả có gì. Remove không kịp tung skin. Xong. Đánh lại cái nữa xem sao. Lại cái nữa xem có hiệu quả không. Không nên cố.
Mục đi map một chút, cứ dạo quanh phố phường thôi. Con đi mù lắm khi đam multi nó còn không bằng cái đam nội tại. Nội tại nó đánh choáng hút các kiểu thấy còn đau hơn. Chung tầm thấp thì con Rimuru thấy nó vẫn là con gì nó khá là ghê gớm, khỏe khoắn. Không có nữa chơi chơi. Trời ơi, chả biết đợt trước mình đã ra cái tím rồi chưa, à, ra cái vàng rồi chưa, nhưng mà đợt này đen như mực ấy. Thì hình chắc chút nữa phải lồng thêm tí âm thanh hình ảnh này kia cho nó đỡ anh em khó lắm. Chắc có khi sau mình sẽ thêm cái cái âm thanh game mà cho nó đỡ ô nhiễm tiếng ồn. Không có gì nữa. Rồi, đã chạy mát tiếp. Này tí đi. Tí đi đánh nhau sau.
Chủng Meta thời xưa thì Meta toàn nhét mấy con hệ T vào, bây giờ Meta toàn toàn là red. Từ cái thời Miku ra là bắt đầu red. Giờ thì cũng lại như này, đâm ra là khá là tốn phút. Nhất như anh em là mới, tại vì hệ red red mình thấy có hai con ngon. Con hầu gái với con ninja, hai con là khá là ngon. Còn T thì mình nghĩ chắc chỉ mỗi con Sapphire. Chúng mình đọc tiếng Anh nó hơi á đuôi tí, anh em thông cảm. Nói chung nhiều anh em thấy mình thấy vào góc chat hỏi hỏi là đội hình nọ đội hình kia đi map, nhưng mình nói thật là cái tầm thấp này thì nó không có nhiều sự lựa chọn đâu, các bạn cứ chơi ông up lên thôi, còn không ấy mẹ còn không thì mình đi copy, cứ copy đứa khác, mình hay làm thế mà. Nó tại vì thường thường trong server nó hay xem nhau, nên đâm ra bạn nhiều khi bạn lười suy nghĩ, bạn cứ copy chúng nó cũng được, ngang ngang nhau, nó qua được thì mình cũng qua được. Mình yếu hơn nó thì mình phải đợi một chút, đợi cho nó giảm độ khó này kia đi, để mình khỏe hơn thì bắt đầu mình sẽ đi được. Nó không lằng nhằng dây điện lắm. Thốn kinh. Nói chung mình thì nếu mà mình nghĩ nếu mà full team SR ấy, thì Ninja hầu gái ấy. Đấy, còn lại ba con kia bạn nên nhét ba con hệ Y. Đấy là full team SR. Còn nếu mà anh em có con SR thì ngon, ví dụ thay con Rimu vào cái chỗ con bánh mì chẳng hạn. Chỗ con Zephy để con Ume. Hoặc một support khác. Nói chung là nên cố gắng được kích được cái cùng thương hiệu hoặc là thương hiệu hiếm, hiếm thì nó kích cho tất cả các hệ, anh em cố gắng để kiếm mấy 10% dễ hơn. Chứ còn nếu mà mình chơi một hệ thì nó chơi một hệ nó tốn phút lắm, nhất là đầu ấy, nâng con này bỏ con kia thì không được, mà nâng đều không biết đỡ đến bao giờ. Tầm 4 sao mình không nói, chỉ lên 3 sao, lên 3 sao thì đã khan hiếm phút rồi. Thì ví dụ như nhiều con chẳng hạn, mình con hầu gái đi thì bạn có thể là bạn nâng sau cũng được, cho nó tầm hồng một này kia. Còn như con ninja mà bạn để tầm thấp ấy, thì nó đánh nó yếu lắm, nó không không có đam, không carry được. Mà con đấy con SR thuộc diện mình thấy là ghê nhất, nó ỉa hai cái bóng, nên bạn kẹp con hầu gái nữa hình như là cái bóng của nó cũng được cái giáp ấy, nên đâm ra nó tanh cho mình rất là nhiều, ngon mà. Chơi lắm khi cũng phải chịu khó tìm tòi một chút, chứ nhiều khi mình cứ chủ quan là cũng hơi khó. Chung là tìm hiểu game này cũng không có gì mất thời gian lắm. Xem kỹ năng thì kỹ năng bạn chỉ cần xem
cái nội với lại cái nội tại, chứ còn lại cái nội tại thứ nhất với thứ tư ấy, thì bạn không không nhất thiết phải xem, tại vì nó không có nhiều sự khác biệt lắm. Mình để ý thì hiếm có con nào khác, đa phần toàn giống nhau, toàn tăng đam đánh thường là cái đầu tiên này, phạm vi tấn công này đấy, xong cái thứ tư thì ví dụ như kiểu là bọn đánh thuần chẳng hạn thì lại là tăng chặn đòn rồi thêm giảm đam này kia, nói chung quay loanh quanh chỉ vậy thôi, không nhiều sự khác biệt lắm, anh em cứ nhìn lướt qua là biết. Để ý cái kỹ năng 1-4 rồi, quay sao quả bom nó ghê vậy, V85 trời ơi, nghe né quả bom ra cái. Giật nhảy cẫng lên, tình hình thế này chắc lại phải đợi rồi, không đợi không qua được. Ui rồi rồi nó giật cứ nghìn một đấy. Giật tím mắt luôn. Xong rồi. Ý thế mà lại qua, chắc mình sẽ cố gắng là mình chạy nốt cái ải này, kiếm thêm ký kim cương, xong rồi roll cho anh em xem. Con mèo ngu này, xong rồi, mèo ngu đập kinh quá. Đấy, tốt. Đúng rồi, hay lắm. Bóng liên tội. Nhưng mà thằng Rimu ấy bằng rồi. Hứ, hack đi. Trời ơi.
Ngon rồi. Dăm ba con mèo lôn mèo rồi. Nhầm môn leo lộn chết dở con Yumi. Đấm xong chạy đấm chết mất. Anh em thấy nó có được cái khiên này, đâm ra nếu mà mình chơi con này đi với nhau rất là hợp. Còn sau mình có thể là cho nó đi mid-tree chẳng hạn, có con Harriet ấy, con mà gọi hai con hộp ấy cũng ngon. Kịp nổ trước, nổ trước cá thì ngon. Hoa này chắc ăn được. Thành công. Chặng đường lên chín vẫn còn rất gian nan. Video cũng dài, cũng gần tiếng rồi. Thôi kết thúc ở đây nhé. Chào anh em. Hẹn gặp anh em vào những video sau. Chúc anh em sức khỏe.